anh chị em đã quay trở lại với kênh của Hoa Nam Audio. Trước mắt anh em là một sản phẩm lọc xì đến từ thương hiệu Puler SG100. Em đang phối ghép cùng với một em Omni Puler 8009 mặt trắng. Ngày hôm qua em có lên, hôm nay em ghép thêm một em lọc xì và em Omni này cho nó đồng bộ cả về màu lẫn về thương hiệu anh em nhé. Đó, anh em thấy không? Rất là đẹp, đều chuẩn size 42. Em này thì cao 10, sâu 25, thì cũng máy chạy điện 100 và có công suất tiêu thụ là 10W. Đó, anh chị em nào mà quan tâm đến sản phẩm này để ghép bộ với các em Omni Puler 8008, 8009, 7008, 7009, Y9 hoặc các Omni màu trắng khác với kích thước size 42 nhé, thì có thể liên hệ với bên em. Giá bên em đang bán ra cũng giá rất là tốt thôi, chỉ có 4.400.000 em bao ship tặng kèm dây rắc, được chưa? Em này thì cũng sử dụng được hai cổng kết nối đầu vào, đó chính là test và monitor. Mặt thì mặt phay nhôm màu trắng nét đầu cần với 14 cần chia đều cho hai kênh chỉnh động lập anh em nhé. Em này thì được cái là lắp zin nhá. Đấy, anh em nào mà cần hành nội thất chi tiết hơn thì có thể liên hệ qua Zalo giúp em với số điện thoại đang hiển thị sẵn trên màn hình anh em nhé. Ngoài công việc bán các cái thiết bị audio này ra thì bên em vẫn đang nhận sửa chữa hỗ trợ kỹ thuật cho rất là nhiều các anh em thợ ở các tỉnh nhé. Nếu như quý khách hàng lẻ nào mà đang có nhu cầu sửa chữa các thiết bị audio có thể liên hệ với bên em qua số hotline em đang để sẵn trên màn hình nhé, thì để được hỗ trợ sửa chữa nhé các cái thiết bị đó. Bên em thì có hai kênh bán hàng và kênh sửa chữa độc lập, nên là anh em chỉ cần gõ đúng cái số hotline của em lên trên YouTube là có thể thấy được hai kênh của em, một kênh là chuyên về sửa chữa, một kênh là chuyên về bán hàng. Và em để hai kênh nó độc lập vì không muốn các cái video mà ví dụ các anh em khách hàng chỉ tập trung vào mua hàng thôi thì sẽ là chủ yếu là các cái video các cái sản phẩm. Và anh em lưu ý giúp em, sản phẩm em báo giá chi tiết công khai tại thời điểm này nhé, mùng 3 tháng 12 2023 nhé. Đấy, để tránh cái sự hiểu lầm về giá, vì rất nhiều các thời điểm, có thời điểm em báo em này chỉ có 4.2 triệu, có thời điểm lên đến 4.8 triệu rồi. Đấy, nên là anh em xem thời điểm nào thì bà chú ý giúp em nhé, không thôi lại gọi điện là bảo tôi thấy em nói là thế nọ thế kia, không có chuyện đấy đâu anh em nhé. Em đã báo giá công khai, thứ nhất là tránh anh em phải lo lắng, phải đi tìm về giá. Em báo này để so sánh trực tiếp với các shop khác, các ưu đãi của bên em. 4.4 triệu bao ship miễn phí bảo hành trong vòng 6 tháng. Đó, anh em chú ý là như thế. Còn thời điểm nào mà tiền nó lên thì máy nó bị dao động về giá, nên là em sẽ phải pháo và điều chỉnh sau anh em nhé. Mình liên tục hàng về, hàng đi, hàng về liên tục mà. Đó, anh nào mà đang ở khu vực Hà Nội hoặc lân cận mà có nhu cầu đến trực tiếp xem tại shop thì địa chỉ của em là số 22 ngõ 30 phố Chùa Vua anh em nhé. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ kênh bên em ạ. Chào anh em.